Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Nhà Đẹp NTN. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một mẫu nhà biệt thự nhà vườn mái Thái Tân Cổ Điển. Mẫu này có chiều rộng 14m và chiều sâu 11m các bạn nhé. Thiết kế gần như vuông. Và cái sảnh thì bạn làm rất to, 4x5 20. Cái chiều sâu sảnh là 5m và chiều rộng là 4m các bạn nhé. Và giữa thì thiết kế một cái chiếu này. Và thiết kế hệ cửa 4 cánh để đi vào trong nhà. Chính giữa thì bạn đã thiết kế hậu cung. Hậu cung này có thể vừa kê án gian vừa kê sập được các bạn nhé. Diện tích nó khoảng 12m2. Ngay bên cạnh là không gian của phòng khách. Phòng khách thì có diện tích khoảng 20m2, nhưng nó vay mượn sang bên không gian phòng thờ nên cũng rất là rộng. Đó, cái phòng thờ này các bạn kê án gian và hậu cung là vừa zin vào trong này. Án gian và sập, nhưng mà có khả năng là chỉ kê án gian thôi. Ngay bên tay trái là khu vực phòng khách. Đi sâu vào phía trong là một phòng ngủ. Phòng ngủ này thì được thiết kế một phòng vệ sinh khép kín các bạn nhé. Phòng ngủ này thì bạn thiết kế hơi bí. Ngôi nhà này bạn ấy tự xây tự thiết kế nên là cái phòng ngủ mình thấy là thiết kế hơi bí. Mặc dù là cái phòng này thì có phòng vệ sinh khép kín này. Cảm ơn các bạn đang xem video trên kênh Nhà Đẹp NTN. Nếu lần đầu tiên bạn xem video trên kênh thì tạm dừng 3 giây kéo xuống bên dưới đăng ký kênh. Nếu bạn chuẩn bị làm nhà, cần tư vấn thiết kế hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình để mình trực tiếp tư vấn và chia sẻ sâu hơn với các bạn. Giờ mời các bạn trở lại tham quan tiếp cái không gian tiếp theo. Ngay phía trước là một, ngay bên cạnh phía trước một phòng ngủ nữa các bạn nhé. Phòng ngủ này có diện tích khoảng 14m2. Và cái cách thiết kế cửa sổ của bạn là hơi bí. Bây giờ phải thiết kế nhiều cửa sổ ở các góc thì nó hợp lý hơn các bạn nhé. Giờ mời các bạn trở lại để tham quan cái không gian tiếp theo. Đấy, cái phòng thờ. Bếp bên này thì bạn thiết kế một phòng ngủ và một phòng bếp nữa. Như vậy là ngôi nhà này có 3 phòng ngủ các bạn nhé. Phòng ngủ này thì diện tích nó cũng chỉ được 14m2 thôi ạ. Và cái cách mở cửa sổ của bạn này rất là bí này. Các bạn rút kinh nghiệm nhé. Giờ mời các bạn tham quan cái khu vực phòng bếp. Phòng bếp của bạn ấy kết hợp phòng ăn ở đây. Phòng bếp cũng khá là rộng, được 20m và ốp kịch trần luôn. Đi sâu về phía sau là khu vực vệ sinh. Đó, khu vực vệ sinh. Một phòng vệ sinh chung và một phòng tắm chung được bố trí ở đây. Cũng khá là rộng rãi. Và phía sau thì bạn ấy đã lợp hết cái khu này làm khu bếp phụ. Và có một cái bếp lò đằng sau kìa. Cái bạn này thì ở Tuyên Quang các bạn nhé. Video của mình tới đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.